Từng được huấn luyện tại sư đoàn 10, quân đoàn 3, chiến sĩ Đinh Văn Phú, người dân tộc Hờ Rê, sinh sống tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Dù đi làm ăn xa, vẫn sắp xếp về ngay khi có lệnh triệu tập tham gia huấn luyện quân nhân dự bị ở Trung đoàn 922, sư đoàn 31. Và kết quả của những ngày nắng gió thao trường trước đây đã được Phú và các đồng đội thể hiện trong những thao tác chiến đấu thành thục hôm nay. Tôi rất tự hào, tôi là một người con trong buôn làng, là được vinh dự tham gia quân đội, là luôn luôn tự hào về đất nước của mình và cái buôn làng của mình. Tôi luôn luôn sẵn sàng mọi mệnh lệnh, mọi nhiệm vụ, luôn luôn phát huy tinh thần, đóng góp hết sức. So với các năm trước thì thời tiết nắng nóng hơn nhiều, phải làm tốt công tác giáo dục quán triệt cho cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn luôn quan tâm động viên cán bộ chiến sĩ thì trong mọi lúc mọi nơi. Lực lượng dự viên là vừa là ở đơn vị địa phương, vừa là sản xuất để phát triển kinh tế, mà vừa là đơn vị thường trực để bảo vệ tại địa phương ở cơ sở, và mỗi người dân là một chiến sĩ để phát triển kinh tế vừa bảo vệ quê hương. Những người con của núi rừng dường như càng thể hiện rõ quyết tâm hơn khi thực hiện các đề mục diễn tập sát với địa hình rừng núi của quê hương mình. Đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể. Bởi vậy, bộ đội không chỉ phải nắm chắc vị trí, nhiệm vụ, yếu lĩnh động tác cá nhân, mà còn phải hiệp đồng chiến đấu tốt, từ cấp khẩu đội, tiểu đội, sau đó đến cấp trung đội, rồi mới đến hiệp đồng đội ngũ chiến thuật, toàn đại đội. Chúng tôi quyết tâm, bình tĩnh, tự tin tiêu diệt mục tiêu từ viên đạn đầu tiên. Sư đoàn tập trung là làm sao là củng cố lại cho anh em kiến thức, để anh em nắm bắt lại cái kiến thức quân sự, để bảo đảm cho cái lực lượng dự bị động viên luôn luôn có cái trình độ sẵn sàng chiến đấu khi có yêu cầu. Nếu muốn bảo vệ tốt hòa bình thì phải chuẩn bị tốt cho tình huống thời chiến, sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện, xây dựng trận địa. Cuộc diễn tập lần này giúp lực lượng dự bị động viên tỉnh Bình Định thành thạo quá trình chuyển từ thời bình sang thời chiến. Và kết quả này cũng làm tăng thêm sức mạnh chiến đấu trong khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố.